Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là sản phẩm máy hàn Oshima Mod 200N với hiệu quả làm việc tối ưu. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhé. Như các bạn cũng đã thấy, đây là chiếc máy hàn Mod 200N được tích hợp công nghệ inverter, tiết kiệm điện năng tối đa cho quá trình sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm một mặt nạ, trong đó có kính và tay cầm giúp bảo vệ người sử dụng, một bút chổi để máy hàn được đẹp hơn, kìm hàn với dây dài 4m, kẹp mát với dây dài 2m và một thân máy chính. Các bạn có thể thấy là trên thân máy có tay cầm để chúng ta có thể dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng và làm việc. Phía bên thân máy chúng ta có thể thấy có quạt thông gió để giúp tăng cường tuổi thọ cho máy và một quạt thông số. Với quạt thông số ở đây, khi máy hoạt động với hiệu suất 100% thì cường độ dòng điện sẽ là 154A và điện thế sẽ là 26V. Máy sẽ đạt công suất tối ưu khi hoạt động với hiệu suất 60%. Lúc đó cường độ dòng điện sẽ là 200A và điện thế sẽ là 28V. Ngoài ra, máy còn được tích hợp một CB để bảo vệ khi điện áp không ổn định. Bên còn lại, chúng ta có thể thấy màn hình LED, đèn LED và núm điều chỉnh cường độ dòng hàn. Và cách lắp đặt thì chúng ta có lắp đặt kìm hàn và cực dương và kìm mát và cực âm. Máy hàn Oshima Mod 200N sử dụng công suất máy lớn đến 5.7kW, giúp dòng hàn luôn ổn định. Máy sử dụng phù hợp với quay hàn từ 2.6 đến 3.2mm. Máy hàn Oshima khả năng nâng cao hiệu suất lên hàn đến 60% và tiết kiệm điện tích cho máy biến áp chủ. Với chiếc máy hàn Oshima Mod 200N giúp bạn thực hiện công việc trong thời gian ngắn và dễ dàng hơn. Với chiếc máy hàn Oshima Mod 200N giúp bạn thực hiện công việc trong thời gian ngắn và dễ dàng hơn. Các bạn lưu ý là những trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng nhé. Nếu như bạn có nhu cầu đặt mua máy hàn Oshima, hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh 028 39 73 77 77, hoặc các bạn có thể truy cập website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.